dành tất cả thời gian và tình yêu của mình cho Bi để mình lan tỏa cái giá trị này ra cộng đồng. Đấy là cái lý do chính để mình có mặt trong ngày hôm nay. Và quan điểm của anh ngày hôm nay tức là anh rất ủng hộ cho Bi, đúng không ạ? Với còn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã được biết những thông tin về tiến sĩ đưa ra những quan điểm phản biện liên quan đến hoạt động của Pi Network. Thậm chí là có rất nhiều những cái thông tin trái chiều nói với tiến sĩ hay bình luận về chuyện là tại sao anh có những cái phản ứng như vậy, cảm nhận của anh như thế nào, và ngày hôm nay đến đây thì anh có muốn chia sẻ điều gì? Thực ra thì đầu tiên tôi cũng phải khẳng định là tôi không có nói là Pi Network là lừa đảo. Đấy, nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là tôi chụp mũ và cho rằng là Pi Network là lừa đảo. Mà trên đây, trên sóng truyền hình tôi cũng khẳng định lại lần nữa là tôi không nói Pi Network là lừa đảo. Đấy. Tôi có phát biểu về Pi Network với thứ nhất là tư cách cá nhân, không đại diện cho một tổ chức nào. Và cái thứ hai là dưới góc độ nghiên cứu hoàn toàn về học thuật cũng như là về mặt công nghệ. Và tôi phát biểu là dựa trên những cái mà mình nghiên cứu được, tìm hiểu được tại thời điểm hiện nay. Có thể là mai ngày kia hoặc là đến cuối năm tình hình nó khác, thì lúc đấy thì sẽ cập nhật lại tình hình mới thôi. Nhưng mà tại thời điểm này thì tôi nói những cái gì mà tôi hiểu biết một cách khách quan, chứ không phải là có những cái áp đặt. Và thực ra thì đây là do một số người bạn, họ biết là tôi cũng đang nghiên cứu trong lĩnh vực này, thì họ hỏi có một cái đồng như thế, thì đứng trên phương diện về công nghệ thì nó là như thế nào, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu. Chứ tôi cũng có rất là nhiều việc, nên là cũng không có nhiều thời gian để tự nghiên cứu đâu. Nhưng mà trước cái yêu cầu của mọi người như thế thì tôi cũng bắt đầu. Vâng, cũng như là dưới cái đề xuất của chương trình khi mà muốn đưa ra một cái tranh biện về các cái quan điểm liên quan đến Pi, thì ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu tôi có thể định vai lại một chút để mọi người, khi những người xem live stream này có thể hiểu rõ hơn. Tức là đây là tranh luận giữa hai bên, anh ta Đình Tài thì tức là những người đang tham gia cộng đồng Pi, tức là những người ở bên trong, còn anh Minh Tuấn là có thể là những người đang phản biện và đứng từ phía bên ngoài nhìn vào Pi thì đang thấy như thế nào. Tôi thống nhất như thế thì hai người có thấy hợp lý không? Thực ra thì cái ở bên ngoài thì nó cũng chưa hẳn là chính xác, tức là góc độ phản biện. Nói là phản biện thì nó tại vì khi muốn nghiên cứu thì tôi cũng phải vào trong đấy. Vâng, như vậy thì tôi nhất trí lại, tức là chúng ta sẽ vẫn theo cái luồng đề xuất ngay từ ban đầu. Đúng rồi. Anh Tài là người ủng hộ Pi, là người tham gia cộng đồng Pi từ rất sớm, và anh Minh Tuấn thì sẽ là người phản biện những cái vấn đề mà anh quan sát thấy ở Pi. Đúng rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tranh biện mở ngày hôm nay với hai vị khách mời, đó là anh Đình Tài đến từ Bình Định và tiến sĩ Đặng Minh Tuấn. Tôi biết là xem live stream này thì có thể nhiều người, trong đó ngoài những người đã tham gia Pi rồi thì có rất nhiều người cũng chưa hiểu rõ lắm về Pi. Vậy thì xin phép anh Minh Tuấn là trước hết chúng tôi sẽ trao đổi với anh Đình Tài để làm rõ hơn Pi là như thế nào. Bản thân tôi thì cũng chưa phải là người tham gia Pi, và tôi cũng còn rất nhiều hạn chế trong cái thông tin hiểu biết của mình về Pi. Tôi sẽ đứng dưới vai trò người hoàn toàn khách quan không biết gì cả, và tôi sẽ dựa vào đưa ra những cái thông tin dựa vào những gì mà tôi thấy được trên đại chúng cũng như là đặt các câu hỏi với hai khách mời. Đầu tiên thì anh Tài có thể giúp khán giả hiểu hơn Pi hiện tại đang là gì và như thế nào. Lần đầu tiên mình nói về cái vấn đề chủ đề chính thức là Pi, thì trên cái quan điểm cá nhân của mình và cái sự hiểu biết có thể là nông cạn, nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào, chắc chắn chưa biết. Thì cái quan điểm của mình thì mình thấy Pi là một cái đồng tiền kỹ thuật số đời thứ ba, và đời thứ nhất là Bitcoin, đời thứ hai là chúng ta đã biết là Ethereum, và Pi là Bitcoin là một đồng tiền kỹ thuật số đời thứ ba, và nó có thời gian được các nhóm nghiên cứu. Thì người ta nghiên cứu cái dự án này hơn 10 năm. Thì người ta mới cho cái dự án này ra đời trên cái app điện thoại, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Tức là bạn nghĩ đi, một cái dự án mà một cái nhóm nghiên cứu người ta ấp ủ nó với tầm khoảng 10 năm hơn, thì bạn nghĩ một cái dự án nó không thể nào nhỏ được, đúng chưa? Thì với mình, sau khi một thời gian tìm hiểu, thì theo cái quan điểm cá nhân của mình, thì mình cảm nhận được rằng thật sự mà cái quan điểm khách quan luôn nha, chứ không phải là chủ quan. Mình thấy rằng cái tương lai của tiền số là một tương lai không thể nào mà chúng ta tránh khỏi. Đấy là quan điểm cá nhân. Tương lai của tiền số là tương lai không thể tránh khỏi, và cái đồng tiền Pi đây là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất tới thời điểm hiện tại. Tương lai thì mình không biết, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, đồng tiền Pi là đồng tiền theo mình là ứng cử viên sáng giá nhất. Đấy, thì đó là nguyên nhân vì sao mà mình dành rất nhiều thời gian cho cái này, mà trước đó công việc của mình là kinh doanh nên là không liên quan gì về tiền số cả. Thì trước đó mình là kinh doanh visa, cho nên là trước đó về tiền số mình chỉ nghe là Bitcoin thôi. Nhưng mà kể từ khi mình biết có Pi rồi, mình tìm hiểu rồi, thì mình tìm hiểu blockchain là gì, tìm hiểu là blockchain nó hay như thế nào, để mà Pi nó có thể ứng dụng trên đấy, Bitcoin có thể ứng dụng trên đấy, là một đồng Bitcoin hiện tại giờ có giá tầm khoảng trên 1 tỷ. Thì tí nữa blockchain hay như thế nào thì tôi xin nhờ tiến sĩ trình bày sơ về nó để cho mọi người cùng hiểu. Nhưng mà thời điểm này thì tôi dám nhấn mạnh rằng Pi là ứng dụng viên sáng giá cho tiền kỹ thuật số tương lai, và tôi dành thời gian tâm huyết và công sức của mình, tôi lan tỏa cái giá trị này ra cho cộng đồng, bởi vì tôi không có đủ
tài tôi không có đủ giỏi, tôi không có đủ tiền để mà tôi giúp người nghèo thoát khỏi nghèo. Nhưng mà có một cơ hội, có nhiều, có những cơ hội mà tôi có thể giúp người nghèo, tôi có thể giúp người dân Việt Nam này để thay đổi cuộc sống của người ta, thì tôi sẽ làm bằng hết năng lực của mình. Đấy là trong một những cái mà tôi đã nhìn thấy cái bi của hai, cái hai của bi và tôi cứ tôi tìm hiểu bao nhiêu rồi, sẽ cứ một thông tin diễn ra thì tôi sẽ biết được rằng nó sẽ có hai luồng. Một là luồng theo bi và một luồng là không theo bi, có nghĩa là những người người ta không thích bi, người ta nói bi là lừa đảo đa cấp. Thì bi lừa đảo đa cấp như nào thì sau này tôi sẽ phân tích sơ. Nhưng mà với phương diện cá nhân của tôi thì tôi đã đứng trên hai phương diện để tôi tìm hiểu, chứ không phải là một con người khách quan là đứng bên bi thôi. Tôi phải đứng bên người bên ngược lại nữa. Nhưng mà với tôi thì bi là một điều mà sau này các bạn sẽ thấy. Các bạn hãy nhớ câu này của tôi này. Bi không những nó là một đồng tiền kỹ thuật số, nhưng mà nó là một cái mang cái tính nhân văn và nhân đạo nhất từ trước tới giờ tôi đã từng nghe, từng thấy và tôi từng biết. Tức là như vậy, có ứng dụng các cái công nghệ mới, ứng dụng blockchain, và anh nhìn thấy cơ hội cho rất nhiều người, anh muốn tham gia rồi chia sẻ nó với cộng đồng. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, và vừa rồi thì anh Tài cũng đã giúp chương trình có thể giúp cho những người theo dõi có thể hiểu một chút về Pi Network, một cái đồng tiền mà cộng đồng nó gọi là đồng tiền kỹ thuật số trong tương lai, đúng không ạ? Trong tương lai, tôi xin phép nhấn mạnh là trong tương lai. Và xoay quanh cái nội dung đó thì cũng đã có rất nhiều những ý kiến bình luận trái chiều khác nhau, và thậm chí là chúng tôi những người làm trung tâm sản xuất và phát triển những yếu số đại từ Việt Nam cũng đã ghi nhận được những ý kiến như vậy. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi một video clip. Chỉ cần một chiếc smartphone tải app Pi Network rồi tạo một tài khoản bằng số điện thoại là có thể bắt đầu đào được Pi. Lúc đầu mỗi người dùng sẽ có một đồng Pi trong tài khoản. Trong vòng 24 giờ vào ứng dụng một lần để điểm danh, số Pi sẽ tăng theo thời gian. Người dùng có thể tăng tỷ lệ nhận Pi bằng cách mời thêm bạn bè cộng đồng và tăng thu nhập bằng cách xây dựng vòng tròn những người thân thiết cũng đào Pi. Đất chưa kết luận một cách cụ thể. Cái điều mà tôi cảm thấy có những cái nó chưa được đúng theo với lại cái quảng cáo, tức là theo sách trắng cũng như là trên trang web chính thức của Pi Network. Thì có những cái mà mục tiêu của cái và cái ưu việt của cái đồng này so với Bitcoin chẳng hạn, thì trong đó là tác giả có phân tích là những cái ưu việt, ví dụ như là đào coin ở trên điện thoại, dùng điện thoại để xác thực các giao dịch, vân vân. Thì sau khi xem xét kỹ, cài đặt thử nghiệm và có cả những cái bạn mà mặc dù ở đây là nó mở, nhưng mà có những chuyên gia về phần mềm cũng đã mổ xẻ phần mềm ra và thấy rằng là cái điều đấy không đúng. Tức là tại thời điểm hiện nay là không có cái chuyện đào xác thực giao dịch bằng điện thoại như là trên quảng cáo. Thì đấy là cái mà tôi thấy là nó không đúng. Cái hai mà tôi nghĩ, mà tôi cảm thấy là cái vấn đề lớn, đấy là cái tính minh bạch của cái dự án này. Hầu hết các cái dự án tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa thì nó đều mở nguồn. Và thứ hai là nó minh bạch, không chỉ nguồn mà minh bạch các cái dữ liệu, hay là gọi là sổ cái hay là blockchain này. Thì tất cả các giao dịch, kể cả cái giao dịch tạo sinh ra tiền thì nó cũng đều ghi ở một chỗ để mọi người có thể nhìn thấy. Còn ở đây dự án này tôi không thấy điều đấy. Tức là mọi người cứ đào nhưng mà không biết cái việc đào như thế nào. Đấy. Tức là nó không có thông tin, nó không được minh bạch. Cho nên là người ta rất là dễ dàng có thể đặt câu hỏi là người chủ dự án coi như là một cái, ở đây tôi có thể hình dung và mọi người có thể thấy như là một cái quốc gia, và quốc gia đấy có thể ban, tức là phát hành tiền. Phát hành như thế nào thì không ai biết. Và cái việc là chủ dự án họ có phát hành cho bản thân họ bao nhiêu cũng không thể biết được cho đến thời điểm này. Đấy. Và tiếp theo là theo kế hoạch là đến cuối năm thì sẽ mở nguồn, và cái quá trình mà tặng tiền ấy, lúc đấy nó sẽ thấp rất nhiều. Tức là có nghĩa là đến cuối năm gần như cái việc mà chia tiền hay là phát hành tiền là gần như là như là xong xuôi. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình đấy thì rất là không có thông tin, không biết được là cái việc phát hành đấy như thế nào. Thế cho nên là tôi cảm thấy là nó so sánh với các cái đồng tiền mà tôi đã từng nghiên cứu, từ Bitcoin, Ethereum, hầu hết đều mở mọi người và đều mở cái sổ giao dịch để mọi người đều có thể theo dõi được. Nhưng mà cái dự án này có một cái, tại sao các đồng tiền số khác thì lại phải mở mọi nguồn, mọi người cùng theo dõi, như là thậm chí là nếu tôi đọc tôi biết thì Bitcoin thậm chí còn giới hạn cái tổng số đồng tiền. Cái việc giới hạn tổng số đồng tiền đấy là một cái chất lý khác, nhưng mà tại sao cần phải minh bạch? Là bởi vì nhất là cái đồng tiền crypto thì nó được cái giá trị của nó chính là niềm tin, chứ không phải giá trị của nó là được bản vị bằng
là bằng cái giá trị vật chất. Nhưng trong tiền kỹ thuật số thì có hai dạng. Một là stablecoin và thường là nó được bản vị bằng cái giá trị thật. Thứ hai là những cái đồng tiền nó được tạo nên giá trị bởi niềm tin. Ví dụ như là Bitcoin, Ethereum và rất nhiều cái đồng nó không bản vị theo một cái giá trị vật chất cụ thể, mà cái giá trị nó được tạo nên bởi cái niềm tin. Thế thì muốn tạo được niềm tin thì nó phải minh bạch. Chứ nếu mà bây giờ nó rất là tù mù, không ai biết cả thì ai làm sao mà tin được. Thế cho nên là người ta phải minh bạch tất cả từ nguồn cho đến tất cả những cái dữ liệu trong, để ai cũng có thể kiểm tra được là thông tin nó như thế nào. Thì đấy là khá khách quan, là những cái điểm mà tôi cảm thấy là không tin cậy, nó không minh bạch. Cái đấy là tôi nghĩ là đấy là cái vấn đề chính, là cái vấn đề không minh bạch. Chúng ta vừa rồi thì tiến sĩ Tuấn cũng đã chia sẻ cái quan điểm như vậy, tức là có rất nhiều điểm mà tôi chưa nắm vận đồng tiền, nhưng nó là một sứ để trao đổi giữa hai bên, chẳng hạn vàng đi. Thì nó sẽ phải có sự tin cậy của hai bên, là nó rất là quý, nó rất là có giá trị, là biết được là nó thực tế phải là vàng hay không, hay là một cục giống vàng, đúng không? Thì anh có phản biện ý kiến của anh Tuấn? Theo ý kiến của tiến sĩ Tuấn thì tôi xin mổ xẻ vấn đề như sau. Thì thực chất cái thuật ngữ nào tôi xin phân tích thuật ngữ nào trước, bởi vì thực chất tiền số dựa vào cái vấn đề là dựa vào cái nền tảng blockchain để mà phát triển, thì nó thuộc dạng là một loại tài nguyên của internet, giống như là chúng ta khai thác vàng, kim cương. Nó gọi là khai thác bởi vì chúng ta phải khai thác nó, bởi vì nó là tài nguyên. Chúng ta phải khai thác và thuật ngữ đào nó có ở đây, chứ không phải là chúng ta đào mới để chúng ta có nó. Nhưng mà với bi thì chúng ta đang điểm danh để chúng ta gần như là chúng ta điểm danh để nhận cái số công tương ứng với cái chúng ta đóng góp. Ví dụ như bạn đóng góp một mình bạn, tôi đóng góp vì cộng đồng, vì 10 người, vì 100 người, thì cái phần thưởng của tôi nó sẽ khác bạn. Đấy, thì đó là cái điều mà làm cho cái thị trường bi này, cái bi này nó tin tưởng. Và sau khi ra đời chưa được 24 tháng thì tổng số người tham gia đã là tầm khoảng tới 13 triệu. Đây là 13 triệu, đây là được thống kê cái số người mà 3 phiên liên tiếp người ta ít nhất phải có kết một lần. Còn nếu 3 phiên liên tiếp người ta không kết một lần là không tính đạt. Đấy là 13 triệu, nếu mà tính tổng thì có thể là trên 30 tới 40 triệu lận. Còn số người mà 3 phiên liên tiếp mà kết một lần mới tính vào là hơn 13 triệu. Thì đấy là nguyên nhân vì sao mà bi được người ta tin yêu. Bởi vì thực chất nó không phải đào bới, không phải làm gì cả, nhưng mà chúng ta phải điểm danh. Và mỗi ngày chúng ta điểm danh một lần, tương ứng với nó có giá trị 24 tiếng sau. Và sau 24 tiếng chúng ta lại vào điểm danh nữa. Có nghĩa là sau này tùy theo vào cái ngày công, giống như đơn giản bạn đi vào công ty làm, bạn phải chấm công. Thì cuối tháng thì công ty mới ông này làm đủ công, tôi chấm công không. Ông này làm không đủ công, thiếu 3 công, vậy thì tôi trừ ra 3 công. Thì đây cũng như vậy, tương ứng không? Có nghĩa là sau này sẽ tính theo cái quá trình là các bạn đang cống hiến cho cái hệ thống này như thế nào, thì các bạn nhận được phần thưởng tương xứng. Ví dụ như tôi nói đơn giản, nếu mà chúng ta đang có một cái điện thoại, chúng ta khai thác bi, thì chúng ta có một cái số bi nào đó theo trên cái điện thoại đấy. Còn lại cái, ví dụ như hiện tại tôi đang chạy nó, rất nhiều anh em chạy nó, tiến sĩ cũng đã biết nó rồi. Thì chúng ta bỏ một tiền, chúng ta bỏ tiền để đầu tư một cái CPU này, một cái màn hình, một nguồn điện và một đầu băng thông. Thì chúng ta đang đầu tư, chúng ta đang vận hành cái sổ cái của hệ thống, nhưng chúng ta chưa nhận được gì từ nó. Nhưng chúng ta đang đóng góp cho cái sự thành công của bi sau này. Và khi mà tiến sĩ nói cái vấn đề chủ dự án, cái vấn đề minh bạch, thì tôi giải thích theo như sau, theo cái quan điểm của tôi và cái kiến thức tôi lượm được đấy. Thì cái vấn đề minh bạch như thế này, ví dụ như chủ dự án, người ta muốn cho mình một số bi rồi đấy, cố định đi. Thì ví dụ như người ta gọi là không minh bạch mà, thì người ta có thể cho mình một số bi tỷ, 2 tỷ gì đấy. Nhưng mà trong cái sách sáng người ta đã có một cái công thức tính rồi, có nghĩa là tương đương với khoảng 25% tổng cung khi người ta tính cái mệnh tài giải gọi là đưa bi lên cái sàn chính, vì chỉ có giá trị thật á. Thì lúc đó người ta có 25%, nếu mà người ta muốn nhiều hơn thì người ta có thể tự cho mình 30%, 40% hoặc 50%, bởi vì người chơi chấp nhận cuộc chơi của người ta tạo ra. Đúng chưa ạ? Người chơi chấp nhận cuộc chơi của người ta tạo ra, thì người ta muốn cho người ta bao nhiêu thì mình phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Thế tại sao người ta lại cho người ta là 25% mà không phải là 30%, 50%? Có nghĩa là người ta đã có công thức thứ tư rồi. Người ta đã có công thức và người ta đã muốn cái lợi, bởi vì cái dự án này như tôi nói ngay ban đầu, dự án này nó mang cái tính xã hội rất là cao. Mang tính, bởi vì dự án này nó cho người tham gia chỉ cần một cái điện thoại, thậm chí điện thoại cùi các bạn vào mạng được là các bạn tham gia được rồi. Thế thì tôi xin chia sẻ chút. Cái này thì là tôi thực ra tôi cũng không biết nhiều về blockchain, chưa có Bitcoin và tôi cũng chưa chơi Bitcoin. Tôi hỏi lại một tí là nếu như vậy thì tôi thấy là để có được một Bitcoin thì tôi thấy là rất tốn công, thậm chí là xây các cái nhà xưởng người ta hay gọi là trang trại, đúng không? Trang trại, đúng rồi, rồi là rất nhiều trâu cày rồi máy đào. Nhưng mà như thế thì tôi có thể hiểu như thế thì cái việc tạo ra một Bitcoin nó rất là tốn kém, thì cho nên là giá nó rất là cao. Thế thì nếu như cái đồng tiền này tạo ra dễ như thế này, đúng không ạ? Chỉ cần một chiếc điện thoại và hàng ngày điểm danh. Thế thì giả sử cái sau này tôi nghĩ là nó có được công nhận là một cái phương thức nên có thể thanh toán được, thì tôi cho rằng giá trị nó thấp.
đấy là theo quan điểm của bạn thôi, còn theo quan điểm của cá nhân của mình thì cũng mình cũng không nói đánh đồng, nhưng mà quan điểm cá nhân của mình nghĩ thế này, mình nói Bitcoin trước nè, thì Bitcoin nó khai thác theo cái thuật toán riêng, mà thuật toán của nó là ảnh hưởng tới cái vấn đề là điện, nguồn điện, bạn biết đấy, nguồn điện để mình có một Bitcoin thì phải tiêu tốn nguồn điện và một cái lượng vận hành của CPU nó như thế nào đấy, gọi là tương ứng với cái bạn phải bỏ ra về cái hao tốn tài nguyên để mà bạn được cái đấy, đấy. Còn cái VPP thì bạn như thế này, bạn mình sẽ phân tích một cái khía cạnh nhỏ mà mình cũng đã đọc ở trên Facebook. Ví dụ như bạn, đơn giản như thế này, một viên đá bạn nhặt về, bạn thấy viên đá nó mà bạn hy vọng nó có giá trị nha. Một mình bạn hy vọng nó có giá trị. Và một viên đá đấy, cũng một viên đá đấy mà 1.000 người nghĩ nó có giá trị. Và cũng một viên đá đấy mà 1 tỷ người nó có giá trị. Bạn nghĩ rằng, bởi vì như bạn biết rồi, hiện tại bây giờ á, hầu như là mọi cái vận hành như Facebook ấy, người ta giàu có, người ta lợi dụng kinh khủng. Bởi vì người ta cái nguồn thu người ta từ đâu? Có phải là quảng cáo không ạ? Nguồn thu chính từ quảng cáo đúng không? Thì khi mà cái lượng người tham gia bi đạt hàng trăm triệu đi đấy, hàng trăm triệu, hàng tỷ, thì cái giá trị bạn nghĩ là giá trị của bi nó là bao nhiêu? Đúng chưa? Và bi nó vẫn có tổng cung chứ không phải không có, nhưng mà nó sẽ giới hạn lại thời điểm này. Nó chưa giới hạn tại thời điểm này, nhưng mà mainnet nó sẽ có tổng cung. Và tổng cung đó nó chỉ có thể hao hụt đi chứ nó không thể phiên được nữa. Và giá trị của khi mà bạn nghĩ là bi nó dừng lại một giá, một con số cụ thể, nhưng mà nhiều người cùng muốn nó, thì bạn nghĩ là cái bi nó sẽ có giá trị không? Với lại nó là sẽ là đồng tiền thanh toán, nếu mà mình giả sử nếu mà nó thành công nha, thì nó sẽ là đồng tiền thanh toán của toàn cầu luôn, ví dụ vậy. Thì bạn nghĩ nó nên có giá trị không? Nó sẽ có giá trị không? Anh Tuấn thì tôi nghĩ anh Tuấn tiếp cận được nhiều loại tiền kỹ thuật số trên thế giới rồi, từ blockchain, Ethereum, rất nhiều thứ khác. Những cái chia sẻ vừa rồi của anh Tài như anh, những cái chia sẻ của anh Tài thì chủ yếu là dựa vào niềm tin. Tại vì cái sách trắng ấy, ông tác giả, ông chỉ viết ở trong đấy công thức như thế. Nhưng mà thực tế trong trường đời có như thế không thì không ai biết được. Tức là mình đã phải tin thôi, anh Tài tin là cái ông viết là đúng là như thế. Chứ còn nó không có một cái bằng chứng nào cho đến thời điểm này là những cái công thức ông ấy viết và cái phần mềm của ông nó chạy đúng công thức đấy. Đấy, và tất cả những lập luận của anh Tài hiện nay là vẫn là dựa vào niềm tin, chứ nó chưa có một cái cơ sở nào. Tại vì tất cả nó đều là đang bóng, không ai nhìn được ở trong đấy nó. Những cái mà trong dự án viết nó có đúng hay không? Còn những cái bề ngoài nhìn thì có cái viết lại không đúng. Tôi nói ví dụ như là cái việc đào ấy, nó không đơn giản như là anh Tài nghĩ là cái việc điểm danh để tính công. Mà trong cái thuật ngữ của blockchain, đào là một cái hành vi để mà xác thực các cái giao dịch. Chứ không phải là đào là khai thác hoặc là... Đấy, thì một cái hành vi nào đấy nó phải có ý nghĩa. Còn cái việc mà bây giờ vào điểm danh, xong không làm gì cả, nó chỉ có ý nghĩa là quảng cáo. Trong phần mềm này có cái chức năng quảng cáo, chứ còn nó không có một cái ý nghĩa gì cho hệ thống cả. Tại vì bây giờ cái phần mobile app chỉ lên đóng điểm danh xong tắt, nó không có tham gia cái gì để cho cái việc là xác thực cái giao dịch. Chứ còn cái việc đào chính là nó phải xác thực cái giao dịch thôi, chứ còn đào không phải là điểm danh. Tức là dưới quan sát của anh Tuấn thì tôi biết một số ứng dụng trước đây như thế này, tức là một số ứng dụng là đọc báo. Là mỗi lần vào mà đọc báo và xem một cái quảng cáo thì họ sẽ cộng cho một số tiền. Sau đấy thì cái tiền mà công xem quảng cáo thì có thể được rút ra. Tôi đã biết cái nốt trong toàn thế giới luôn. Có nghĩa là nốt nào nó cũng lưu trữ một cái lock y như vậy. Thế thì tôi lại hơi tò mò chút, nếu chỉ có 15 khoảng 20 người cái khả năng trao đổi như thế. Thì liệu trong tương lai tất cả những người bây giờ cộng đồng ở Việt Nam rất nhiều hàng trăm ngàn người đang hàng ngày điểm danh để lấy pi như vậy. Sau này họ cái quyền đấy, cái đồng pi mà họ đang lưu ở trong cái phần mềm của nó có khả năng làm gì đấy không? Mình tiết lộ thêm một tí. Không lâu, bởi vì tương lai tới đây là chúng tôi sẽ có ví cho những người nào mà chạy nốt với điều kiện là các bạn đã KYC, chúng tôi xác minh danh tính là người thật để sở hữu cái ạc. Thì trong tương lai tầm khoảng 2 đến 4 tuần nữa là chúng tôi đã có rồi. Là chúng tôi có ví, có nghĩa là ví như theo tiến sĩ nói, thì ví để chúng tôi chuyển tiền và sử dụng tiền ở trong đấy, nên là chuyển tiền bi và sử dụng tiền bi ở trong đấy. Và nó chỉ dành cho thử nghiệm cho những người nào mà chạy nốt, có nghĩa là sao? Bạn có đóng góp nhiều cho cái hệ thống bi thì bạn sẽ được phần thưởng trước. Nhưng những người sau chắc chắn 100% rằng sẽ có như nhau cả, có là quyền lợi ở đây là như nhau, nhưng những người chạy nốt được quyền, bởi vì người ta là địa chỉ đáng tin cậy, là một con người đáng tin cậy, cho nên người ta được sử dụng để test trước. Còn công bằng ở bi là tuyệt đối công bằng, có nghĩa là ai cũng có thể được với điều kiện nha, chứ không phải không có điều kiện. Mỗi một người chỉ được đứng một ạc thôi. Ví dụ như tôi là Tài Bùi, tôi không thể đứng hai ạc, một người là một thôi, tức là tạo sự công bằng ở trong hệ thống. Dù trên dưới cao thấp trước sau thì phải công bằng. Thế làm thế nào để trở thành người chạy cái gì, người thì cầm nốt đúng không? Đúng rồi, người cài nốt thì thực chất mình chỉ cần cài đặt thôi, thì lên YouTube gõ là cách cài đặt nốt trên bi đất buộc. Nên tôi thấy anh nói là phải xây dựng một cái gì đấy, CPU hay là thì như thế này thì đương nhiên rồi. Bây giờ mình muốn tham gia cái hệ thống đấy thì mình phải có một cái máy tính, có thể là máy tính laptop cũng được, hoặc là cái CPU. Thì mình kết nối với internet, kết nối với băng thông đấy, thì chúng ta cài đặt xong rồi hệ thống nó sẽ tự vận hành.
hệ thống nó tự vận hành thôi, vấn gần như là người ta thuê cái máy của mình để người ta vận hành, người ta làm nó làm cái sổ cái công tác lưu trữ dữ liệu, chứ không phải gần như là mình nghĩ nó đơn giản mình cho thuê cái máy tính đấy, là sau này mình sẽ nhận phần thưởng tương xứng vậy thôi. Còn mình anh nghiên cứu về blockchain thì thấy rồi các đồng tiền thấy cái điểm giống khác nhau thế nào, khi mình được mô tả kỹ hơn như thế này đấy. Thì thực ra đây cũng là một câu chuyện là sai với lại quảng cáo. Thực chất là các cái keynote đấy chính là những cái máy đào, nhưng mà nó đào nó không phải là đào tốn như là Bitcoin thôi, chứ nó không phải là điện thoại để đào như là quảng cáo. Thì đấy cũng là một cái điểm mà tôi nói là nó quảng cáo sai sự thật. Thế còn một cái điểm nữa mà cái cho nên cái hệ thống này tôi thấy là cái hệ thống mà để xác thực các giao dịch chính là các cái keynote, chứ không phải là trên các điện thoại, tức là trên cái người mà có các cái máy tính. Đúng rồi đấy. Thế cho nên cái hành vi mà điểm danh ở trên điện thoại cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cái việc là xác thực các giao dịch cả. Nó chẳng có liên quan gì là trong hệ thống đóng góp vào để xác thực giao dịch, mà nó chỉ để có những cái thứ nhất là bên dự án có thể biết được là hiện nay active user đang là bao nhiêu. Thứ hai là có thể có cái mà nguồn thu thêm phần quảng cáo. Chứ còn cái hành vi mà chấm điểm danh đấy, nó chẳng có một cái ý nghĩa gì trong hệ thống cả, mà để nó tạo ra giá trị. Nó chỉ có như tôi phân tích, nó chỉ có mỗi hai cái là báo cho chủ dự án biết đấy là có cái lượng đang kích hoạt, đang hoạt động và có thêm quảng cáo. Chứ ngoài ra nó chẳng ra mẹ giáo trị gì. Nó không tham gia vào cái việc tạo ra cái đồng pi thực sự, nếu như gọi là đồng pi. Còn đây nếu mà đồng pi thực sự, đây chính là cái điểm mà tôi nói rất là không minh bạch. Là cái gì? Có thể những cái mà sổ cái thì có thể nhìn thấy. Nhưng mà cách tạo ra cái đồng tiền đấy thì rất là không rõ ràng. Cái phần mềm để tạo ra cái đồng tiền đấy, tạo ra, sinh ra cái số đấy, thì bây giờ các bạn có thể có testnet. Nếu mà chúng tôi có thu nhập thì chúng tôi có thể minh bạch hóa nộp cái tiền thuế này cho ngân sách nhà nước, thay vì chúng tôi trốn tránh, đúng không ạ? Ví dụ như chúng tôi có một thu nhập thì thực chất không thể nào quản lý chặt chẽ 100% người dân được. Chúng tôi có thu nhập, chúng tôi lấy, nhưng mà riêng tôi, riêng cá nhân của tôi, ví dụ như nhà nước chưa có một cái cơ quan hành pháp lập pháp cụ thể nào để mà thu thuế về nó, thì nếu mà tôi có thu nhập, tôi vẫn tự nguyện đóng thuế trên thu nhập đấy. Và tôi hy vọng rằng tôi đại diện cho phần lớn của người dân thôi chứ không ai, nhưng mà tôi hy vọng rằng sắp tới đây chính phủ sẽ quan tâm hơn về vấn đề tiền số, bởi vì nếu mà nhìn trên một khía cạnh khách quan thì tiền số tương lai nó là gần một tương lai không thể tránh đâu, là một tương lai hiển nhiên đấy. Bởi vì khi chúng ta dùng tiền hiện tại, tiền giấy đấy, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề dịch Covid-19, thì nó ảnh hưởng vấn đề lây lan dịch bệnh, thì nó ảnh hưởng tới vấn đề tài nguyên môi trường nữa. Thì tiền số nó là gần như là một cái vấn đề của tương lai mà chúng ta gần như là cái mục đích chúng ta gần như phải đi tới nó. Thì hy vọng rằng chính phủ sẽ có một cái cơ chế lập pháp để mà quản lý nó. Và chúng tôi là một người dân, những người dân mà chúng tôi nếu mà chúng tôi có thu nhập nha, thì chúng tôi sẽ đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước một cách công khai và minh bạch. Đúng nhau có thể mua bán, là tôi gọi là trao đổi được, không mua bán trên một số cái hội nhóm hoặc trên một số trang, ví dụ như là pmarket.vn. Tuy nhiên trong một vài ngày gần đây thì cái người sở hữu trang này là anh Nguyễn Tuấn Ngọc thì thông báo là hiện tại do pmarket chưa được nhà nước công nhận là đồng tiền dùng cho thậm chí những người đầu tư nốt như anh thì sẽ gặp rủi ro thôi. Chưa kể là có thể khi mà cái đồng pi này nó chính thức, cái anh Kukalik anh chính thức lên mainnet thì cái giá trị của đồng pi nó lại quá nhỏ so với kỳ vọng của mọi người. Anh có nghĩ đến tình huống tôi có nghĩ tới định hướng đó, rất nhiều người cũng lo lắng định hướng đó, bởi vì chính vì thế cho nên tôi phải đại diện với tiên phong để hy vọng rằng nêu cái ý kiến của mình để cho hy vọng với mong manh vẫn là hy vọng, dù có mong manh mấy thì vẫn là hy vọng, có thể là một năm, hai năm, ba năm gì đó. Thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ hưởng đồng pi này, ví dụ như trường hợp chúng tôi chưa sử dụng được tại đất nước Việt Nam này, chúng tôi chưa chuyển cái đồng pi này thành đồng tiền của có thể là tài sản của tôi để đi đóng thuế, thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi có để chúng tôi có thể chuyển cái đồng pi thành cái đồng tiền, hay dù không sử dụng, ví dụ tại đất nước Việt Nam mình chưa cho phép sử dụng, chúng tôi vẫn mong là sẽ được phép sử dụng, nhưng tương lai chúng tôi hy vọng nó là đồng tiền để chúng tôi có thể đóng thuế trên đồng tiền đấy. Còn nếu mà trường hợp mà tại cái thời điểm nếu mà nó mà trường hợp mà hơi khắc khe hơn thì nó là một việc thôi. Nếu mà trường hợp mà ví lúc đó mà luật pháp đã chưa cho phép chúng tôi sử dụng và chuyển đổi ngoại tệ để sử dụng cá nhân ra thành tài sản của chúng tôi thì đó là một việc thôi mà chúng tôi phải gánh chịu, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sắp tới đây, tương lai dù có xa thì chúng tôi vẫn chờ đợi. Bởi vì thực chất trong quá trình năm Covid-19 tới bây giờ thì người dân hiện tại bây giờ rất bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh. Cho nên là bi gần như là một cái mà người dân chúng tôi đang báo phiếu vào nó và hy vọng vào nó. Hy vọng đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều người dân hiện tại giờ như các bạn biết, rất nhiều người dân đang rất là khổ. Và người ta có một cái đồng bi này, người ta có thể là và tham gia nó. Bởi vì cái hay của nó và cái mà chúng ta sau này chúng ta sẽ nhận được
rằng khi mà chúng ta tham gia nó và chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nó hay và nó như thế nào. Thì thật sự chúng ta phải vào rồi, chứ chúng ta đứng ở ngoài thì chúng ta không phải chưa cảm nhận được. Chúng ta phải vào và tìm hiểu nó. Một lần nữa rất cảm ơn anh Bùi Tài đã lặn lội từ Bình Định ra đây để cùng tham gia buổi tranh luận ngày hôm nay với tiến sĩ Đặng Minh Tuấn cùng với chương trình. Quý vị thân mến, như vậy là thời lượng của live stream tranh luận về P-Network ngày hôm nay đã hết, và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã ủng hộ cho chương trình, ủng hộ cho hai vị khách mời đó là anh Bùi Tài cũng như là tiến sĩ Đặng Minh Tuấn. Chúng tôi cũng lại chia sẻ lại một lần nữa về quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi là những người rất khách quan, trung lập, đứng ở giữa, và chúng tôi cũng không bày tỏ quan điểm là chúng tôi ủng hộ hay là chúng tôi phản đối Pi. Còn như chia sẻ của cả hai khách mời thì quý vị cũng đã lắng nghe và quý vị hoàn toàn có thể có lựa chọn cho riêng mình. Chúng tôi chỉ nhìn thấy một điểm như thế này: cho dù là quý vị ủng hộ hay không ủng hộ thì thành công hay kết quả của Pi như thế nào, chúng ta còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể chứng minh được điều này. Và những người tham gia Pi nếu mong muốn có được một cái kết quả, một cái lợi ích, thì chắc là cũng sẽ cần có sự kiên nhẫn, bởi vì nó sẽ cần rất nhiều thời gian, giống như là Bitcoin, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn.